Mua pin dự phòng an toàn nhất thế giới bảo hành cháy nổ đến chơihay.vn. Mua tai nghe Xiaomi chỉ hơn 129.000 vô địch tầm giá đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Redmi K30. Chiếc điện thoại này thì là chiếc điện thoại được cài sẵn MIUI 11 và cũng có sẵn luôn Android 10. Đó, và rất là nhiều bạn muốn team bọn mình làm một cái bài đánh giá chi tiết về Android 10 cũng như là MIUI 11 ở trên cái Redmi K30 này, để xem là khi MIUI 11 kết hợp với Android 10 thì nó sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm như nào, nó sẽ khác gì so với cả Android 9 với cả MIUI 10 đấy, hoặc là thậm chí là khác gì so với cả Android 9 và MIUI 11 đấy. Nhưng mà ít nhất ý, là ở trên riêng cái con K30 này là mình thấy có một cái điểm khác, và tất cả những điện thoại đang chạy MIUI khác không có cái tính năng này, đó là cái tính năng thay đổi tần số quét của màn hình, refresh rate. Đấy, chúng ta có thể thay đổi được tần số quét màn hình từ 120Hz xuống 60Hz để cho nó có thể tiết kiệm pin hơn, để cho nó có thể là chỉ cần thiết đến 60Hz để phục vụ cho cái việc xem phim là được rồi, bởi vì xem phim bây giờ có cần gì phải đến 120Hz đâu. Đấy, kiểu như thế. Hoặc là cũng có thể là giảm xuống để cho là để cái vuốt chạm nó đỡ và quá nhanh, mình là người già rồi, mình chậm rồi. Đấy. Đấy thì đây là cái điểm khác lớn nhất này. Tuy nhiên hơi đáng tiếc là cái phần điều chỉnh cái thông số tần số quét màn hình này nó lại không có tùy chọn 90Hz. Hơi đáng tiếc một cái là như vậy. À, mà có thêm một điểm khác biệt thứ hai nữa, tí nữa quên. Ở trên con này, đó là con này là sử dụng màn hình IPS. Đấy, nên là nó không có cái tùy chỉnh Always On Display giống như là những cái điện thoại màn hình AMOLED khác của Xiaomi. Đấy, thì đấy là những cái khác thôi. Thế còn những cái khác biệt nữa là gì? Chúng ta hãy cùng xem ngay sau đây. Và hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho bạn là một video để tổng hợp lại tất cả những cái tính năng đã có trên cái phiên bản MIUI 11 chính thức đến từ Xiaomi. Đó, và với cái chiếc điện thoại này thì nó hiện tại nó đang chạy Android 10 các bạn nhé, chứ không phải là Android 9 đâu, Android Vision 10 này. Hôm sau thì khi mà phiên bản MIUI 11 trên những chiếc điện thoại đang chạy ROM Global nó cũng được lên Android 10 thì mình cũng sẽ tiếp tục lại là review thêm một lần nữa. Về cơ bản thì những cái phần ROM Global ở thời điểm hiện tại thì nó chỉ đang chạy là Android 9 thôi, cho nên là mình sẽ không có gì để review nhiều cả. Thậm chí là so với cái phiên bản ROM nội địa như thế này ấy, nó còn thiếu một vài tính năng cơ, khiến mình rất là khó chịu. Thì bây giờ mình sẽ điểm lại tất cả những cái tính năng đang có trên cái phiên bản MIUI 11 chính thức này, được tìm biến từ Android 10 các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái phần đó chính là giao diện icon ở đây. Đối với cái phiên bản MIUI 9 cũng như là phiên bản MIUI 10 thì cái phần giao diện icon nó không đồng bộ và cực kỳ xấu các bạn nhé. Chắc chắn luôn, cái thì vuông, cái thì tròn, cái thì ở trong nền trắng, cái thì không có. Và mình thấy là cực kỳ là khó chịu, rất là xấu. Thế nhưng mà khi mà cái chiếc điện thoại Mi 8 của mình hiện tại thì nó đã được cập nhật lên phiên bản MIUI 11 rồi, tuy nhiên thì nó vẫn đang chạy chỉ là Android 9 thôi, cho nên là mình vẫn chưa thể review được về cái phần ROM Global này. Đó. Còn đối với cái ROM phiên bản nội địa thì hoàn toàn mình có thể review được, tại vì nó đã được cập nhật rồi và nó có gần như là đầy đủ các cái tính năng mà trong cái phiên bản beta hôm trước mình đã review cho bạn đó. Đối với phiên bản chính thức này thì cái phần giao diện icon nó đã được cập nhật lên và đồng bộ rất là tốt với cái lối thiết kế là cái phần hình vuông và được bo cong như thế này. Về cơ bản thì nhìn nó sẽ khá là giống với cái giao diện Team của Apple, đúng không nào? Đó, tuy nhiên thì mình thích như thế này hơn, và cái phần giao diện nó được đồng bộ rất là tốt. Giao diện icon thì nó đã nhìn hiện đại hơn, cũng như là cái lối thiết kế của nó trông rất là màu sắc và đẹp. Chắc chắn ở đây cũng sẽ có rất là nhiều bạn công nhận với mình một điều là cái phần Team trên MIUI 11 nó đã đẹp hơn rất nhiều. Và đây là điều mình đã chờ đợi 2 năm rồi, từ MIUI 9 lên đến MIUI 10 và bây giờ là 11. Mình dùng từ đời Redmi 3S, Redmi Note 4 X và cuối cùng là Xiaomi Mi 8. Đó là đời Xiaomi cuối cùng mà mình dùng đó. Thứ hai là chúng ta sẽ có, đó chính là một cái ứng dụng Mi Share đây. Đó. Và ở đây các bạn sẽ thấy này, lúc trước đối với phiên bản beta thì nó chỉ có là 4 dòng điện thoại Xiaomi, Vivo, Realme và Oppo thôi. Nhưng mà khi mà lên trên cái phiên bản MIUI 11 chính thức rồi ấy, thì nó sẽ có thêm cái mục Computer nữa. Và đối với cái phần tính năng mà Mi Share như thế này thì các bạn có thể, đó chính là truyền tải dữ liệu với cái tốc độ lên đến là 82 m/s. Nói chung là nói mà dễ hiểu thì đây chính là cái tính năng AirDrop trên iPhone đó các bạn à. Nó giúp cho chúng ta có thể là truyền tải dữ liệu từ máy này sang máy khác cực kỳ là nhanh luôn. Tuy là MIUI 11 nó vẫn kiểu là nó đồng bộ cái tính năng trên mọi dòng điện thoại của họ, từ giá rẻ đến tầm trung cũng như là cao cấp. Tuy nhiên thì đối với cái chiếc Redmi K30 này, khi mà nó sử dụng tấm nền IPS thì nó sẽ không có cái tính năng IPN, tức là cái màn hình Always On Display đó các bạn à.
Đó, đây khi mà mình kiếm này nó sẽ không có này. Các bạn thấy chưa? Tất nhiên là tuy là nó sẽ không có về cái vấn đề đó, nhưng mà khi mà vào phần tiết kiệm pin đó, thì nó vẫn có cho chúng ta, đó chính là Ultra Battery Save, tức là tính năng tiết kiệm pin đến mức kinh khủng luôn các bạn à. Bật nó lên này, các bạn sẽ thấy này. Đó, chờ nó tối ưu sau đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là màn hình nó sẽ hơi tối một tí. Trời, đơn giản là còn lại như vậy luôn. Rõ ràng thì với cái tính năng này nó sẽ hữu dụng hơn khi mà các bạn sử dụng cái tấm nền AMOLED. Tuy nhiên thì đối với trên cái chiếc Redmi K30 nó chỉ sử dụng đó chính là cái màn IPS thôi. Cho nên là thành ra cái tính năng này nó cũng sẽ không hữu dụng lắm đâu. Tất nhiên nó sẽ cũng hạn chế tối đa được cái phần hoạt động của các ứng dụng chạy ngầm. Tuy nhiên thì về cái phần màn hình đen này thì nó sẽ không có tác dụng để giúp cho chúng ta tiết kiệm pin hơn. Đây là điều khác biệt mà mình cần phải làm một cái video riêng cho các bạn luôn. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có thêm đó chính là Mimoji. Mimoji này thì phải lên MIUI 11 thì mới có. Đối với cái phần Mimoji này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng sẽ giống tương tự như là trên iPhone vậy. Tuy nhiên thì nó sẽ không mượt như iPhone. Tức là trên iPhone nó có thể chạy được với mức FPS là 60, nhưng mà trên Xiaomi thì chỉ là 30 thôi các bạn à. Và điểm đặc biệt ở trên này thì các bạn có thể là cài đặt hình nền với video. Đó, các bạn sẽ vào trong phần thư viện, cùng với đó thì các bạn sẽ chọn cái mục Set Video Wallpaper ở đây. Các bạn có thể set như thế này luôn. Set bo hay là home screen này. Đó, như thế này luôn. Thì như thế này đối với những cái màn hình nào mà AMOLED, khi bạn sử dụng những cái phông đen thì nó sẽ đỡ tốn pin hơn. Nhưng mà đối với IPS thì trắng đen cũng thế, nó sẽ đều tốn pin như nhau cả. Rồi thì để tránh cho các bạn đỡ khó chịu hơn thì mình sẽ chỉnh lại về cái phần hình nền khác các bạn nha. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có những cái tính năng ví dụ như là Spectral Feature này. Đây là những cái tính năng đặc biệt đó các bạn à. Game Turbo này, Tablet này, Widget Light này, Light Mode này, Second Space này, Kids Space. Đây là cái không gian dành cho trẻ em các bạn nhé. Đó. Rồi cùng với đó là Light Mode này. Ví dụ như khi các bạn mua những chiếc điện thoại này dành cho những người già, ông bà hoặc là cha mẹ thì cái này nó thật sự rất cần thiết. Light Mode là cái tính năng mà nó sẽ tối ưu cái phần giao diện lại. Đây, ở đây mình sẽ cho các bạn xem những cái hình ảnh như thế này. Đó, nhìn nó to và rõ ràng hơn. Đây là dành cho những người già các bạn nhé. Chứ mình thì thực ra mình cũng không cần cài đâu. Cùng với đó chúng ta sẽ có là Widget Light, khả năng mà trả lời nhanh đó các bạn à. Ví dụ như là ở đây và các bạn sẽ chọn là cái app Messenger. Ở đây thì mình vẫn chưa cài. Tuy nhiên là khi mà có tin nhắn đến điện thoại của các bạn thì nó sẽ hiển thị bên đây. Nói chung là nó cũng sẽ giống tương tự như Android 9 như vậy. Nhưng mà cái tính năng này thì trên MIUI 11 thì nó được tối ưu và rõ ràng hơn rất nhiều so với cái phần của Android 9 kia. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có thêm là những cái tính năng âm thanh mới. Cái phần này, đó. Ở đây thì bằng ringtone này, nó sẽ có những cái kiểu tùy chọn như thế này, rất là đẹp. Giao diện thì cũng đã được đổi mới rồi. Tất nhiên thì về cái cơ bản thì nó sẽ bị cắt giảm như thế và có những điểm đặc biệt như thế. Cho nên là mình mới làm một video mới cho các bạn. Tức là lúc đó mình đang review cái phiên bản MIUI 11 beta. Thì như vậy là nó đã quá đủ rồi, mình không phải cần làm thêm một cái video nữa. Tuy nhiên thì đối với cái chiếc Redmi K30 nó sử dụng tấm nền IPS, thế cho nên là về cơ bản nó cũng sẽ khá là khác biệt so với những chiếc điện thoại sử dụng màn AMOLED còn lại của Xiaomi. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình. Xin chào và tạm biệt. Rồi, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về cái trải nghiệm Android 10 cùng với cả MIUI 11 ở trên cái Redmi K30 này thì cũng có thể để lại comment cho mình biết. Và rất là cảm ơn hệ thống điện thoại di động Click3 đã hỗ trợ mình sản phẩm Redmi K30 để thực hiện video này. Tất cả thông tin về giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm xoay quanh Redmi K30, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào đường link mà mình đã để ngay phía dưới phần mô tả video này, hoặc truy cập vào website của Click3 nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.